Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn hạch toán về hóa đơn mua vào số 05 ngày 4 tháng 1 với nội dung là mua màn hình máy tính Dell. Thông tin của người bán sẽ thể hiện ở phía trên và thông tin của đơn vị chúng ta thể hiện ở bên dưới. Và đây là hóa đơn điện tử theo mẫu mới nhất, thông tư 78, có mã của cơ quan thuế. Đi kèm với hóa đơn là phiếu xuất kho kiêm bảo hành, giấy đề nghị thanh toán của đơn vị đề nghị lên cấp trên để được duyệt thanh toán khoản tiền mua màn hình này và phiếu chi trả tiền cho nhà cung cấp. Đó là một bộ chứng từ đi kèm đối với việc mua màn hình máy tính Dell. Lần lượt thì chúng ta sẽ đi hạch toán như sau. Trước tiên thì chúng ta sẽ hạch toán hóa đơn trước. Khi chúng ta nhận được hóa đơn thì lúc đó chúng ta mới đề nghị thanh toán. Đề nghị thanh toán được duyệt thì lúc đó chúng ta mới chi tiền. Và hóa đơn này mua màn hình thì được ghi nhận thẳng vào chi phí, làm tăng chi phí, tăng thuế và làm tăng công nợ phải trả. Chúng ta treo trên công nợ 331 trước. Khi nào chúng ta trả thì chúng ta chọn quỹ, chọn chi tiền sau. Hoặc các bạn cũng có thể hạch toán chi ngay bằng tiền mặt cũng được. Tôi vào phân hệ mua hàng, chọn. Nếu như các bạn trả ngay bằng tiền mặt thì các bạn vào mua hàng bằng tiền mặt, còn ở đây thì tôi sẽ làm là mua hàng chưa thanh toán. Nếu mà các bạn hạch toán mua hàng trả ngay bằng tiền mặt thì sẽ làm giảm tiền mặt luôn. Nhà cung cấp là công ty Hacom. Diễn giải các bạn ghi là mua màn hình máy tính Dell. Ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn, mùng 4 tháng 1 năm tài chính. Ở đây chúng ta không cần phản ánh vào 242 để phân bổ mà chúng ta ghi nhận thẳng vào chi phí luôn. Mã tôi chọn là dịch vụ. Tôi copy diễn giải ở phía trên xuống bên dưới. Nợ 6428 có 331. Nếu như các bạn hạch toán chi ngay bằng tiền mặt thì chúng ta có 111 luôn. Số lượng là 2. Thanh tiền ở đây là 5.434.545 đồng. Đơn giá là 2.717.272.73 đồng. Nếu như ở đây không có dấu phẩy thì các bạn có thể làm tròn số cũng được. 273. Sau phần thuế, chúng ta chọn thuế suất thuế giá trị gia tăng theo như ở trên hóa đơn. Ngày hóa đơn là ngày 4 tháng 1 năm tài chính. Mẫu số ký hiệu chúng ta bỏ qua. Số hóa đơn là số 05. Sau phần mục lục ngân sách, nguồn ở đây tôi mua bằng nguồn thu từ dịch vụ nên tôi chọn thu từ dịch vụ. Tôi không chi từ ngân sách cấp. Chương vẫn là 016, khoản là 321. Mục tiểu mục các bạn là có thể chọn hoặc bỏ qua cũng được. Bởi vì ở đây chúng ta không thông qua từ chi ngân sách nên không cần chọn mục tiểu mục. Sau đó các bạn nhấn cất. Hạch toán xong thì chúng ta hạch toán ghi giảm công nợ. Đằng sau hóa đơn này thì có phiếu chi đi kèm. Do đó tôi sẽ vào tiền mặt, chọn phiếu chi. Người nhận ở đây là công ty Hacom. Lý do chi tiền mua màn hình máy tính Dell. Ngày hạch toán, ngày chứng từ, mùng 4 tháng 1 năm tài chính. Nợ cho tài khoản 331 có 111. Số tiền đã bao gồm thuế là 5.978.000 và chi từ nguồn thu từ dịch vụ. Sau đó chúng ta nhấn cất. Phần mềm cảnh báo số dư tài khoản bị âm thì các bạn tạm thời nhấn có. Chúng ta đóng dữ liệu lại. Phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ tiền mặt. Tab phiếu chi. Và đây là chứng từ mà tôi vừa hạch toán. Trường hợp mà phần mềm báo âm tiền thì các bạn kiểm tra số dư đầu kỳ chúng ta đã khai báo hay chưa. Đối với số dư của 111, nếu mà âm tức là chúng ta chưa khai báo thì lúc này các bạn sẽ phải kiểm tra và khai báo lại số dư đầu kỳ cho đúng. Thì lúc đó tiền mặt sẽ không bị báo âm nữa. Hoặc là chúng ta có khai báo số dư đầu kỳ rồi, nhưng mà trong kỳ chúng ta chi quá nhiều dẫn đến âm tiền mặt thì lúc đó chúng ta sẽ phải xử lý. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về hạch toán hóa đơn mua vào số 05, mua màn hình máy tính cũng như là hạch toán chi tiền trả cho nhà cung cấp bằng tiền mặt trên phần mềm Misa. Để xem công nợ của nhà cung cấp Hacom, các bạn vào phân hệ báo cáo, chọn mua hàng,
chọn tổng hợp công nợ phải trả. Chọn kỳ các bạn cần xem, tích vào tất cả các khách hàng nhà cung cấp và nhấn đồng ý. Tại đây thì chúng ta nhìn thấy nhà cung cấp thứ hai là công ty Hacom có phát sinh nợ và phát sinh có bằng nhau. Cuối kỳ đang có số dư là 1 đồng. 1 đồng này thì các bạn có thể xử lý bằng cách là chúng ta tích thẳng vào tài khoản 331. Chúng ta mở hóa đơn số 05 ra. Ở trên hóa đơn số 05 này có làm tròn số, do đó chúng ta nhấn vào ghi và nhấn sửa. Chúng ta sửa thành tiền ở đây là 545. Thuế 543.455 đồng bằng với lại trên hóa đơn. Sửa xong thì các bạn nhấn cất, đóng lại. Và từ đó chúng ta nhấn nạp lại, tổng hợp công nợ phải trả, chọn tất cả các nhà cung cấp và khách hàng. Thì lúc này công ty Hacom sẽ không còn số dư nữa. Như vậy sổ sách của chúng ta sẽ đẹp. Còn nếu mà dư nhiều thì các bạn phải đối chiếu với hóa đơn cũng như là ủy nhiệm chi để xem chúng ta theo dõi công nợ của nhà cung cấp đã đúng hay chưa. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán về hóa đơn mua vào số 05 và hạch toán về phiếu chi trả tiền cho nhà cung cấp trên phần mềm MISA. Chúc các bạn học tốt.